Vâng, bản lề ở trong C đấu thứ hai. Bên mình sen của cái thủ văn lớp, còn Gani là người cầm cho Son. Còn ở phía bên kia chúng ta cùng chờ đợi thôi. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu bản lề. Đây màn hình máy của game thủ Van Lớp là người cầm Seng, tham mai 21. Còn Gani tham mai 20, như vậy chậm hơn một chút so với Seng cũng phải thôi. Vâng, Greper cho Son Seng. Xét về vâng từng quân một thì là Seng hơn, nhỉnh hơn Per một chút ở cái vâng cái mặt ổn định. Ép đời thì gần là như nhau thôi. Nếu Per là một bài vâng chỉ cần cơ bản thôi thì ít nhất cũng phải gần ngang Seng. Còn Greg với Cho Son thì Greg đuối hơn Cho Son khá nhiều. Lợi quân, nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem. Map La rất khó nói trước điều gì, đặc biệt là những trận thi đấu mà nếu Per có khả năng đột biến thì rất khó. Cho Son rất nghèo, các bạn ơi, đấy là Gani cực kỳ nghèo bài này. Bầy hiêu phía trên thì Van Lớp đang ăn dở. Màn hình máy của game thủ Van Lớp xem. Có lẽ Van Lớp vâng chỉ là 11% dò đến từ đâu đó một game thủ ở phía bên kia. BS này là của game thủ Mèo Mèo. Và Mèo Mèo dường như là người cầm Per. Để cho Persian ăn hiêu là cực kỳ nguy hiểm. 73% lên đời đến từ game thủ Van Lớp. Có ai đó chết dân thì phải. Mà một con số là con số 2 chứ không phải là con số 1. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu có phải hay không. Như vậy Van Lớp cũng chỉ dám đánh chém bài này, không dám đánh cung, không dám thẳng cung bài này. Cung thủ phủ cũng không dạy gì. Đơn giản bởi vì game thủ Gunny là người gặp cực kỳ nhiều khó khăn trong việc ép đời.
Không biết là các bạn có bị delay chat nữa hay không. Đấy, cái khung chat nó không được rộn ràng như mọi lần. Không biết là nó có còn bị delay nữa hay không. Để bình thường thì vâng, những kèo đấu mà quá đông người xem thì thường để là 120 giây một lần chat, để cho ai cũng có quyền nói. Không, những người gõ chậm là cực kỳ khó nói. Đang dường như là đã hết delay rồi. Và bây giờ thì quay trở lại trận đấu. Không được. Như vậy là con ngựa giò của thủ BB vẫn lọt vào tuần này. Một pơ và một Greg. Chúng ta cùng xem BB là người cầm cái gì. Rất khó khăn dành cho Choi Son của thủ Gunny. Lên được đời thì vâng, còn có khả năng là dễ thở, có khả năng đóng phù đối thủ. Nhưng đây là bài vẫn chưa lên được đời. Và quay sang màn hình máy của thủ Văn Lớp. 27 trên 32 tham gia hôm nay. Bãi vàng hở như răng thị nở. Rất khó bò cái bãi vàng này. Vâng, nhà sen bây giờ cũng khó khăn. Các bạn có thể thấy là sức mạnh của những con chém tuyệt ở những thời điểm đầu nó kinh khủng khiếp như thế nào. Bây giờ thì chỉ chờ vâng cái thủ Gunny lên được đời và đóng P nữa thôi là trận thi đấu này sẽ dễ thở. Còn nếu không thì càng đánh càng mệt. Đơn giản là vì 2-1, một cái thế mà rất khó. Persian có khả năng lên được cung ai áo. Khả năng nếu lên được cung ai áo thì chống phù là cực kỳ tốt. Và hình bánh cái thủ Gunny vẫn còn 20, như vậy là ổn. Như vậy là ổn, tính đến thời điểm này như vậy là dễ thở hơn nhiều. Vẫn không chết con giò. À xin lỗi bạn, vẫn không chết con phù. Tuyệt vời. Và màn hình máy của cái thủ Van Lớp xem bây giờ đã là bao nhiêu. 31 trên 36. Như vậy là Persian đang trên đường lên cung hai áo. Nhưng mới một áo thì nó đã bị phù ngay lập tức. Vâng, ổn rồi. Ổn rồi. Các bạn có thể thấy là những pha phù liên tiếp là những pha phù đỏ đến từ game thủ Van Lớp. Và bây giờ thì Van Lớp cũng đã có BA ở phía trong và có bánh xe. Những con cung là sẽ là vâng những vũ khí chống phù cực kỳ tốt, lao lên phía trên bằng những con phù kẹp, những con lạc đà kẹp, những con cung R và kẹp những con cung A mà đã phù được thì có lẽ là game thủ BB sẽ tắt thở. À xin lỗi bạn, là Mèo Mèo sẽ tắt thở trong tuần này. Mèo Mèo bắt đầu khởi nghĩa bằng cực kỳ nhiều nông dân và những con cung A áo lẻ tẻ. Có rất đông, có rất đông những con phù. Hay là đen đi. Vâng, đã đen hết đi rồi. Cung A phù được chỉ là một áo và cung A nở ra là cung A áo. Vẫn phù được một con hai áo nữa. Thời điểm này là thời điểm mà game thủ Van Lớp đang là người nắm thế chủ động. Tham lai có lẽ là to hơn cái thủ Mèo Mèo. Bình tĩnh đi quân trong tuần này. Bình tĩnh đi quân, phù vẫn xong đều. Và nông dân nếu có khả năng ra được thì vẫn cứ ra dần để có thể khỏe. Chỉnh đốn này những nông dân đang làm việc một cách hiệu quả nhất. Anh Mèo là người lên cung ai áo. Những thời điểm này là thời điểm những con phù là vô tác dụng. Còn những con phù của game thủ Van Lớp là những con phù có tác dụng. Dưới dốc một tơn là hơi đau trong tuần này. Khi mà những con vâng dưới dốc một tơn là hơi đau khi mà những con cung A đứng ở trên dốc bắn đã nhanh lại còn được cộng đàm tương đối căng. Màn hình máy của game thủ Gunny thì sao? Đã lên được 32 và tham lai đã đè. Vâng, đã lên được 32 và tham lai đã đè rồi. Gunny cũng là người đã có bánh xe. À vâng, chưa có bánh xe. Nhưng tham lai là 34. Rất đông phù trong tuần này nhưng phải đi khéo một tơn. Một con cung A là quá ít. Những con phù dưới dốc bị triệt hạ là cực kỳ nhanh. Và tiếp tục đến màn hình máy thủ Văn Lớp 38 trên 32.
tiếp tục xây những chiếc bè tiếp theo thật nhanh tay. Và bây giờ thì lon ruộng, cẩn thận cho tên này, cẩn thận cho tên này. Đây là một tên mà cái thủ mèo đi quân khá lợi hại. Các bạn có thể thấy là trên dốc tràn xuống. Bây giờ thì anh mèo tiếp tục trèo lên con đèo ở phía trên để không bị mất lợi thế. Khi mà những con cung đam đã to, tốc độ bắn lại còn nhanh, hơi mệt trong tên này. Nhưng nếu điều khéo thì tôi nghĩ là vẫn bắt được. Điều khéo là vẫn bắt được, quân không phải là ít và phù cũng là cực kỳ nhiều. Vâng, 36 trên 44 là tham lai lúc này đến từ game thủ Van Lớp. Còn màn hình máy của game thủ Gandhi bây giờ tham lai là 34. Cả hai người đều tham lai ngấp nghé 4x thời điểm này. Như vậy anh mèo bắt đầu phải lùi trong tuần này. Không, vẫn mạnh dạn đứng quân ở lại, chúng ta hãy cùng chờ xem. Van Lớp liên tiếp bị đốt e và rơi vào tình trạng mít e. Đây là tên mà đang rền dữ để có thể bắt cung áo đến từ game thủ mèo. Tiếp tục bắt được hai con cung nữa. Tham lai 38 trên 44. Nhưng bây giờ anh mèo có lẽ nó sẽ đẩy lên một tên cung mới. Hơi căng trong tuần này. Diễn biến đang cực kỳ căng ở màn hình máy của cái thủ Van Lớp. Cực kỳ căng. Thế còn Gunny không mọc máy và không làm ăn được gì phía bên này sao? Như vậy là 39 là tham lai lúc này đến từ cái thủ Gunny. Cũng to. Cũng to nhưng chỉ đánh nhau bên nhà cái thủ Van Lớp. Đây là màn hình máy của cái thủ Van Lớp tiếp. 38 trên 48. Cực kỳ đông phù đến cả cái thủ BB lẫn game thủ Gunny cũng như là cái thủ Van Lớp. Những ông già lọ khọ, những con cung hai áo, những con sọc đơn và những con cung lờ đang làm, vâng, chúng ta cảm thấy mãn nhãn ở trên bản đồ. Một trận thi đấu 2-2 cực kỳ cống hiến và mãn nhãn của cả bốn game thủ. Quá hay. Các bạn có thể thấy phải cực kỳ nhiều tay, phải cực kỳ nhiều tay trong tuần này nếu không muốn mất lợi thế. Bây giờ thì Van Lớp tụt xuống còn 28, còn Gunny 41 trong tuần này. Tiếp tục bơm tất tay đồ để cho Van Lớp sau quần. Còn Gunny thì cứ nở phù cộng với đẩy lên thôi. Các bạn có thể thấy là BB không đẻ quần. BB chỉ bơm đồ và sắp phù, không đẻ quần. Tham lai bị đè xuống một tuần, hơi căng. Van Lớp bắt đầu vẫn đóng thêm những BA trên dốc. Nếu có thời gian chờ để có thể lên được những con cung áo hoặc là tù được những con cung lở với số lượng đông ở trên dốc thì có lẽ là cũng không sợ gì những con cung áo Persian của cái thủ mèo. Nhưng tạm thời thì mèo vẫn đang dồn cái thủ Van Lớp là quá rát ở phía trong. Các bạn có thể thấy là BB mặc sức phát triển ở thời điểm này và để cho BB phát triển thì là cực kỳ nguy hiểm. Tham lai 36 trên 40 và BB bắt đầu bị quản lại một tên. Những con cung bắt đầu lên với số lượng đông dần. Bây giờ thì chém lao vào, ăn chém trong tên này, để ý gắt đi. Rất nhiều phù ở phía trong nhưng hiệu quả là không cao. Hiệu quả là không cao trong tuần này. 31 trên 40 Gunny tất tay đồ. Màn hình máy của game thủ Gunny 43. Màn hình máy của Van Lớp 27. Liệu tên này có đỡ rồi không? Chúng ta cùng chờ xem màn hình máy game thủ Van Lớp để biết rõ hơn. 48 trên 40 như vậy mèo bắt đầu phải lùi. Và mèo bắt đầu phải lùi thì tham lai sẽ có dấu hiệu đè ngược lại thôi. Đúng rồi, tham lai bắt đầu bị đè ngược trở lại. Và tỷ lệ win của Seng và cho Son lại cao dần lên. BB vừa biếu một tên chém để giúp cho game thủ Van Lớp có thể thủ được nhà. Có thể thủ được nhà, rất tốt. Bây giờ thì Meo Meo lại lên một tên. Đừng để mất dân tên này. Mất dân tên này là tham lai bị đè ngược trở lại ngay. Rất nhiều phù, các bạn có thể thấy là cực kỳ nhiều phù. Và Meo Meo lại lên một tên sai lầm nữa. Một tên sai lầm đến từ game thủ Meo Meo. Chưa hẳn, có thể nói là chưa hẳn là đã sai lầm, nhưng anh Meo có một tên hơi rát một chút, hơi nhát. Vừa mất quân, lại vừa mất lợi thế về thế trận. Một trận đánh cực kỳ công hiến đến từ cả bốn game thủ. Thực sự rất mãn nhãn để xem trận thi đấu 2-2 kiểu như thế này. Quá cân não, các bạn có thể thấy là quá cân não. Và anh mèo lại bắt đầu di chuyển một tên cung A. Và BB lại biếu. BB lại biếu. Tốt lắm. BB lại biếu và rất tốt trong tuần này. Đã vào thì đừng có ra. Đã vào thì đừng có ra. Phù lại cực kỳ nhiều.
BB resize. 2-1 dành, vâng, 2-1 dành cho game thủ Gunny và Valup. Một trận đánh rất hay. BB cũng đánh hay những thời điểm đầu, nhưng những tên đi quân là sai lầm đến từ cái thủ BB liên tiếp biếu quân cho Valup và cái thủ Gunny. Tỷ số là 2-1 ở trong xe đấu, vâng, thứ hai. Đấu đá cùng chờ đợi đến với chung kết đầu tiên của BB và MMO trong xe đấu này thôi. Rất nỗ lực, nhưng chỉ cần sai một ly là đi một dặm.